Cô giáo Gen Z chiếm trọn spotlight nhờ sắc vóc cực phẩm, outfit đi dạy đỉnh cỡ nào mà cộng đồng mạng dậy sóng. Thời gian gần đây, những cô giáo Gen Z chiếm sóng mạng xã hội nhờ phong cách đi dạy cực cuốn hút khiến dân tình không thể rời mắt. Nhiều cô nàng không chỉ sở hữu gu ăn vận xịn sò mà còn có vẻ ngoài cực phẩm. Đầu tiên là nữ giáo viên tiểu học gây sốt trên TikTok với vẻ đẹp và phong cách thời trang cuốn hút. Nàng này có tên là Trà Giang, sinh năm 2000, hiện đang công tác tại một trường tiểu học ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực giảng dạy, cô còn làm mẫu ảnh và là KOL từ khi mới 18 tuổi. Theo dõi trang cá nhân của Trà Giang, nhiều người không khỏi suýt xoa về khả năng phối đồ đi làm của cô nàng, vừa thanh lịch lại rất thời trang. Bên cạnh đó, nữ giáo viên cũng nhận được vô số lời khen ngợi cho vẻ ngoài không kém phần nổi bật của mình. Xuất hiện trên bục giảng với diện mạo chỉnh chu, Trà Giang tiết lộ bản thân chỉ tốn khoảng 10 phút để trang điểm và thay đổi trang phục mỗi ngày. Nói tới đây, không ít đã nhớ đến hình ảnh của một cô giáo diện bộ sưu tập áo dài, mỗi ngày một kiểu đổi màu liên tục. Đó chính là cô Vẹn Trần, sinh năm 1997, tốt nghiệp cử nhân tại trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định. Hiện tại, cô đang công tác tại một trường tiểu học trong khu vực. Tương tự như nhiều cô giáo trẻ tuổi khác, Vẹn Trần thường rất chú tâm đến việc chăm chút bản thân trước khi đi dạy. Cô thích lựa chọn những bộ trang phục thời trang, chỉnh chu, không chỉ làm tăng vẻ nổi bật mà còn giữ được sự nghiêm túc và lịch sự. Đặc biệt, cô giáo trẻ này rất thích mặc áo dài và thường kết hợp với các phụ kiện để tạo điểm nhấn cho trang phục mà không làm nó trở nên nhàm chán trong mắt người đối diện. Mặc dù nhiều người có quan điểm rằng giáo viên khi đi dạy cần phải ăn mặc nghiêm túc, tối giản màu sắc, nhưng Vẹn Trần lại có suy nghĩ khác. Tôi tin rằng việc mặc đẹp không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc mặc quần tây và áo sơ mi. Quan trọng nhất là mặc sao cho vừa lịch sự, nghiêm túc và đẹp theo yêu cầu, chứ không bị ràng buộc bởi những quy định cứng nhắc về trang phục. Cô giáo Lê Ánh Dương, sinh năm 2000, cũng thu hút sự chú ý của dân tình không kém khi dạy học suốt cả tuần mà không lặp lại trang phục. Không chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ sự nhiệt huyết trong việc giảng dạy mà còn bởi gu thời trang độc đáo khiến cô trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người. Hiện tại, Ánh Dương đang chủ nhiệm lớp 1 và lớp 2 tại trường tiểu học Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Trước khi bắt đầu sự nghiệp giảng dạy, cô nàng đã tốt nghiệp cử nhân loại giỏi từ trường Đại học Sư phạm Huế, chuyên ngành giáo dục tiểu học. Lê Ánh Dương chia sẻ rằng bản thân rất chú ý đến việc váy áo mỗi khi đến lớp dạy. Và với châm ngôn thú vị đã dạy học là phải giỏi và phải xinh, cô thậm chí còn có những tuần xuất hiện trên bục giảng mà không lặp lại bộ trang phục nào. Dù outfit chỉnh chu nhưng nữ giáo viên chỉ cần 15 phút buổi sáng để hoàn thành quá trình trang điểm và sửa soạn quần áo vì cô luôn chuẩn bị đồ cẩn thận từ tối hôm trước. Trên thực tế, ở thời điểm hiện nay, việc giáo viên quan tâm đến việc lựa chọn trang phục khi đi dạy là điều hoàn toàn bình thường. Nhiều phụ huynh cũng thỉnh thoảng chia sẻ trên mạng xã hội về cách mà giáo viên của con em họ chú ý đến việc chọn lựa trang phục. Thậm chí có những thầy cô còn duy trì một tủ quần áo riêng để luôn giữ cho phong cách gọn gàng, ấn tượng với học trò. Qua đó có thể thấy rằng, các giáo viên hiện đại không chỉ bắt kịp xu hướng mà còn biết cách chăm sóc hình ảnh của bản thân như một biểu hiện của sự tôn trọng đối với nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi.